Bạn các bạn không? Đây. Đây là xoài gọi là xoài mút rừng. Còn đây là xoài ở nhà đây. Khác nhau đúng không? Đấy, mình mới hái được một chỗ về để mình sẽ rửa rồi mang vào ăn cho các bạn xem. Nhiều lắm. Cái loại xoài này giờ hiếm rồi. Loại xoài này ấy, bữa nay là người ta ít trồng. Xoài mút rừng. Người ta ít trồng rồi, mình phải lên rừng mình hái về để cho các bạn xem. À lắm. Không biết là các bạn ở thành phố là biết cái loại này chưa? Nhưng mà chắc các bạn không biết đâu. Thôi vào mình sẽ ăn cho các bạn xem. Biết mà tại sao lại ít trồng, ít xuất hiện như này. Một rổ nha các bạn. Đây, mình rửa sạch rồi đây. Phải làm một quả mới được. Đây, một quả xoài mút rừng để mình kiếm. Quả nào mình cũng không thích loại chín ngấm, mình thích loại này đấy. Vừa người ta nhẹ rồi, đây là kiếm quả nào đây? Thôi quên ăn quả này cho bạn xem. Giờ mình ăn nha. Như xoài bình thường thôi. Nhưng mà có điều cái quả này em, hạt nó to, thịt nó ít. Vị ngọt nó thanh thanh các bạn ạ. Nó thanh thanh dịu nhẹ chứ không như mấy xoài kia. Mấy xoài kia thịt thì nó giòn thôi, có loại còn chua, nhưng cái này ngon, ngon ngọt lắm, ngọt mà dịu nhẹ thanh thanh. Để mình ăn cho các bạn coi nhé. Đã lắm bạn ơi, ngon lắm. Cái hột đúng không bạn? Nó đùng à. Đã lắm. Ngon lắm bạn ơi, cái hột này. Đấy, nhà mút. Bây giờ còn cái hột này, các bạn mút cầm 1 2 ngày cũng được, mút thôi. Ngọt. Ngọt mít à. Mút giờ ăn chiều. Vẫn rất là ngọt. Ngon, được. Làm quả nữa cho các bạn thèm. Quả này thì mình sẽ ăn cái quả nó. Được không ạ? Ăn nhé. Sau này chắc các bạn ở thành phố rất ít gặp rồi. Ngon lắm. To sơ nó nhiều lắm. Một cái đây có thú vị của nó, một cái riêng nha các bạn. Nhìn thèm chưa? Ngọt thanh thanh dịu nhẹ. Không sợ sâu phun thuốc hết. Cực ngon. À, đã qua các bạn ơi.